Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình làm một cái video clip về một chiếc xe Suzuki Revo của mình. Đây là chiếc xe mình mua lâu rồi, nhớ rõ là năm nào nữa, như là đâu đó khoảng 2008, 2009 gì đó anh em ơi. Tại lúc đó mình thực sự là không phải là mình có ý định mình mua chiếc này, mà là do không đủ tiền đó anh em. Hồi đó mình còn tiền nên mình đến mua chiếc Future, nhưng mà cuối cùng không đủ nên là mình thấy cái chiếc này nó cũng hay hay đó, giá cả cũng hợp lý, cũng rẻ anh em ơi. Chiếc này mình mua lúc đó có 16 năm à, 16 năm là có đầy đủ hết các cái phụ kiện như ba ga hay là mấy cái này nè anh em, ốp lóc nè. Trước đây là mình cũng chưa có chạy cái dòng xu này bao giờ hết, nhưng mà mình mua cái này bởi vì cái giá cả của nó cũng rẻ, với lại cái thứ hai nữa là nhìn cái kiểu dáng nó cũng được, cũng đẹp nên mình mua mình xài thử á anh em. Thì từ đó đến nay thì mình xe này mình đi khá là nhiều cây rồi, bây giờ đồng hồ km của nó là hơn 130.000 cây số rồi đó anh em ơi. Đồng hồ này chạy chính xác đó, và nó cũng hoạt động cho tới tận bây giờ, chỉ có một lần thay công tơ mét thôi, nhưng mà bảo đảm anh em là cái km đúng cho anh em, khoảng 130.000 cây số km rồi đó. Thì anh em mới hỏi là cái xe Revo này thì có đáng mua, đáng sử dụng hay không. Thì cảm nhận của mình đánh giá xe rất là ok nha anh em, xe rất là ok. Thì mình cũng nói sơ qua một số điểm được và chưa được với xe Smart Revo này của mình. Đó là xe thì nói chung là nó, cái xác xe nó nặng, nó nặng hơn là xe quay như là quay hay là Sirius gì đó, thì nó xác xe nó nặng hơn. Nhưng mà xác xe nặng á, thì đồng nghĩa là anh em chạy nó rất là nó đầm xe đó. Còn một số anh em nói dòng xu này là chạy cái nước đề nó là yếu máy, thì mình cũng công nhận là đối với xe mới á, thì chạy nó không có bốc mấy cái số đầu, số 1, số 2 thì nó không có nó bốc như là cái xe quay hay là Sirius. Anh em ví dụ dừng xe đèn đỏ số 3, số 4 anh em kéo lên thì nó yếu, nó không có bằng. Nhưng cái xe này nếu mà anh em một khi anh em chạy có chớn rồi đó, anh kéo thoải mái vô tư nha anh em kéo lên 80, 90 là bình thường anh em. Và mình đánh giá cái đồ của su rất là bền nha anh em. Đây cái dàn mũ này là xe này là nguyên đó anh em, nguyên luôn. Mình chỉ có thay cái này, cái này do mình dựng xe trong nhà xe rồi nó bị chạ, nó bị bể nên mình phải mua cũng rẻ anh em ơi. Cặp bẩn này mình nhớ mình mua có khoảng 300.000 này. Và mũ của su rất là bền, chạy không hề có tiếng kêu lọc cọc cái gì hết đó, và mũ rất là cứng cáp. Về chất lượng, về cái nước sơn đó, thì mình đánh giá là xe hãng su này nước sơn nó rất là tốt, sơn kiểm điện nó rất là tốt. Mình là chạy ở khu vực mà hay bị ngập nước anh em, nhưng mà cái phục này nó không có bị cái tình trạng là bị nổ sơn giống như là mấy ông Honda, đặc biệt là mấy ông Honda đó. Anh em đấy, cái khu nào mà anh em chạy bị ngập nước á, là cái hai cái giò trước của nó này, nổ lên rất là ghê, mình nhìn giống như rẻ vậy đó. Nhưng mà su thì không nha anh em, cái đàn su này nó không có bị nổ đâu. Máy móc thì sao? Máy móc thì mình cái máy này mình đã làm, mình thay
mình thay bốn nồi thôi, mình thay bốn nồi trước, bốn nồi sau, hai lần. Thì mỗi lần mà mình thay bốn nồi á thì mình cho thợ anh ta làm, người ta cạo, ta cạo khói thôi, cạo khói sấy lại xúc bắp thôi. Xe của mình là có không nha anh em, đó vẫn là có không nha anh em. Tức là anh em thấy cái chất lượng của cái piston với lại là sét măng rồi lòng xi lanh rất là tốt, hãng su làm đồ rất là bền, chạy bền lắm anh em ơi. Mà mình không hiểu là sao su nó lại bị mất giá nhiều như vậy, mình cũng không hiểu, có lẽ là do tâm lý người dùng thôi. Tất cả các hệ thống đèn điện còi là cũng hoạt động bình thường và còn riêng nguyên bản nha anh em. Rất là cứng cáp, chạy không có một cái tiếng kêu lọc cọc lọc cọc nữa, mình rất là thích. Cái xe này mình đi làm hàng ngày thì rất là ok, rất là yên tâm anh em. Xe su được cái là nó có hệ thống nén lửa bình anh em, nên ví dụ như cái trường hợp mà xui xẻo ra anh em mà bị chết mâm lửa đó, anh em vẫn có thể chạy về nhà được. Đó, sáng hôm sau mình dắt xe ra tiệm mình sửa ok. Rồi, ví dụ như những cái dòng ví dụ như mình nói Honda hay Sirius hay gì đó khác đánh lửa mà cụ lửa bên mâm lửa này nè, lửa trong đây nè, nếu mà cụ lửa này nó mà chết đó, là anh em bắt buộc là anh em phải dắt xe đi chắc bộ rồi, không có cách nào mà anh em chạy được hết á. Mà xui đánh lửa bình thì mình là cũng mình rất là thích cái điểm này của Su, rất là hay. Vì cái xe này mình đã thay cái cần số của chiếc X3 anh em, mình thích cái số móc này, chỗ này móc số rất là tiện, cảm giác cũng phê hơn cái số đạp anh em thấy. Máy móc anh em, xe này hơn 10 năm mà nước sơn vẫn còn nguyên anh em, không hề có nổ sơn hay gì đó. Anh em nhìn đi, đây là nước sơn zin của xe nha anh em, không hề nổ dốc, nước sơn zin, bô zin, bôi nóc zin nha anh mâm, tất cả là bột zin hết, trường không một không không bong tróc, chỉ có cái cổ bô là nó chạy lâu quá nè, nó mục hơn. Mình thay cái cổ, nhưng mà cái cổ này cổ bằng sắt không ngon, nên mình tính nó thay lại cái cổ, mình thay cái cổ inox thanh đĩa đúng không. Xu rất là nhảy nổ anh em, mình đè máy cái là nổ, không kể là buổi sáng hay là anh em dừng xe lâu, ví dụ như anh em đậu một tháng thì có thể là anh em lấy ra đạp mấy cái mới nổ, nhưng mà ví dụ anh em dừng một tuần xe không chạy, anh em ra anh em đè vẫn nổ bình thường, kéo e lên nổ bình thường anh em, rất là dễ nổ, rất là thích chiếc này. Đó là lý do vì sao mà mình vẫn sử dụng xe để đi làm hàng ngày, nó rất là yên tâm và cảm giác chạy rất là thích nha anh em. Đặc biệt ví dụ như anh em đi những chuyến đi đường xa, ví dụ anh em đi ra Vũng Tàu, anh em đi Đà Lạt hay là đi xa xa đâu đó, chạy su cảm giác rất là thích. Mình thì mình cũng đã chạy qua Honda rồi Sirius rồi, nhưng mà su này thực sự là mình rất là thích, mình thích hơn những cái xe khác, cái hãng khác. Thì nhiều anh em nói là cái nồi nó hơi yếu, thì kinh nghiệm của mình á, mình khuyên anh em á, là đối với cái dòng su này á, do là cái lò xo nồi của nó anh em, cái lò xo nồi sau nè, dòng su nè, nó mềm lắm, nó mềm đó. Thì anh em có thể thấy ví dụ như anh em vô số của những dòng ví dụ như Honda nè, anh em vô số Honda rất là nặng, có nghĩa là cái lò xo nồi hoặc là cái miếng phíp mà ép nồi lên rất là căng, rất là cứng,
đó, bởi vậy là khi cái xe của anh em nó bốc hơn cái chỗ đó phần đó thiết kế thì mình khuyên anh em là như thế này nè, anh em nên xài á cái nhớt của su, dùng su của anh em xài nhớt nó đặc hơn xíu, ví dụ như Honda anh em xài là 10 w 30 hay gì đó, thì dòng su này á anh em nên xài là ví dụ như 10 w 40 hoặc là 20 w 40 hay 20 w 50 á, cái chỉ số ở đằng sau của chữ w anh em, ví dụ như w 40 w 50 á là những cái dòng nhớt nó đặc hơn là w 20 w 30 à. Thì su á, nó rất là hợp với những cái dòng nhớt đặc đó anh em. Thì mình giới thiệu mình có thể là anh em có thể sử dụng ví dụ như là nhớt của Shell hoặc là nhớt của Total á. Những cái dòng nhớt đó mà W40 hoặc là W50 đó. Thì anh em chạy xu á cảm giác khác cho anh em, mình đã trải nghiệm và mình rút ra cái kinh nghiệm của mình vậy. Thì clip của mình thì sơ sơ đến đây thôi anh em ha. À mình quên nói là dòng xu này tốc độ khá là tốt nha anh em, khoảng 90 á, nếu mà xe cũ như xe mình chạy 90 một người 90 là ok nha anh em. Nó không bị mất tốc nhiều đâu, 90 hoặc 95 anh em đi đường bằng á Là hoàn toàn có thể nha anh em đó, mình tốc độ đó yên tâm đã nha anh em. Thì clip của mình đến đây thôi nha anh em. Nếu anh em có sử dụng cái xe dòng xe này như mình á, có nhận xét gì đánh giá như thế nào á thì anh em comment phía dưới, anh em mình cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau cùng học hỏi nha anh em. Nếu thấy hay thì anh em subscribe kênh của mình, like và share. Mình cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chào tạm biệt anh em nha.